Ngày 16 tháng 12, Công an huyện Tiên Du tổ chức đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân huyện Tiên Du nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Toan, Chủ tịch Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam tỉnh Bắc Ninh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Tiến Tài, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng lãnh đạo phòng ban ngành đoàn thể huyện và 165 đại biểu là cán bộ cựu công an tại đại hội đã công bố quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập hội cựu công an nhân dân huyện tiên du hội thành lập nhằm mục đích tập hợp đoàn kết các thế hệ cựu công an nhân dân việt nam trên địa bàn huyện để động viên bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của hội viên chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại bảo đảm trật tự an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Đại Đồng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chúc mừng thành công của đại hội đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu công an nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua. Các đồng chí tin tưởng rằng hoạt động của hội cựu công an nhân dân huyện sẽ góp phần quan trọng vào giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng đề nghị sau đại hội, hội cựu công an nhân dân huyện nghiên cứu kỹ điều lệ hội và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các chỉ đạo của huyện để để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của hội, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân. Mỗi cán bộ cựu công an nhân dân phải luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau, tiếp tục giữ gìn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, làm cầu nối giữa công an với nhân dân. Từng hội viên cần tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, đồng thời xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, cống hiến hết mình cho mục tiêu đã đặt ra. Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, đại hội đã bầu ban chấp hành hội cựu công an nhân dân lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí, ban thường vụ 5 đồng chí, ủy ban kiểm tra 3 đồng chí. Đại tá Vũ Xuân Lộc, nguyên trưởng công an huyện Yên Phong được tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội cựu công an nhân dân huyện Tiên Du.